Vâng, xin chào quý vị, chào các bạn. Tôi là Phạm Hồng Sơn, Chủ tịch của ACMAN. Thì hôm nay tôi sẽ cùng với các bạn cập nhật, đọc, phân tích cái Nghị định 123 năm 2020 được ký ngày 19 tháng 10 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Nghị định này quy định về hóa đơn và chứng từ. Thế thì cũng giống như các cái văn bản mà tôi đang trong chuỗi chia sẻ cùng với anh chị em đọc phân tích các cái văn bản pháp luật, thì trong cái giai đoạn này chúng ta đang đọc các cái văn bản hướng dẫn về luật quản lý thuế. Thì chúng ta đã đọc hai cái nghị định lần trước, đó là nghị định 125, 126. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem cái nghị định 123. Thì tôi cũng sẽ dành ít phút để nói về vấn đề này. Để hướng dẫn chi tiết về vấn đề liên quan đến hóa đơn chứng từ này thì chắc chúng ta sẽ còn cần phải đợi thông tư hướng dẫn. Tuy nhiên rằng cái nghị định này nó ra đời thì nó có một vài những cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý như sau. Thứ nhất là khi chúng ta đọc văn bản thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ đọc cái phần tít đầu tiên của văn bản này. Đấy, thì thứ nhất là căn cứ của cái nghị định này, nó sẽ hướng dẫn về có luật kế toán này, luật quản lý thuế này, và luật giao dịch điện tử, rồi luật công nghệ thông tin. Đó, thế thì nó căn cứ vào 4-5 cái luật này để hướng dẫn một cái nghị về hóa đơn chứng từ. Đấy, cho nên là gì, khi mà chúng ta nói về hóa đơn điện tử, nhất là lúc đầu mà chúng tôi phải nghiên cứu để chúng tôi viết chương trình phần mềm về hóa đơn điện tử, thì tôi phải đọc rất là nhiều các cái quy định. Thì trước đấy á, đấy thì các bạn biết là gì, lúc đó chúng tôi phải đọc về luật kế toán. Luật kế toán nó quy định về chứng từ, thời điểm lưu trữ chứng từ, và hóa đơn là một loại chứng từ. Thế và ở trong cái điểm mới này đó là gì, trước kia thì luật quản lý thuế không có quy định về vấn đề này, nhưng mà luật quản lý thuế mới đã có cái việc, xin phép anh chị em một tí. Mình đã nhìn thấy file hình ảnh chưa nhỉ? Nhìn thấy file văn bản chưa? Có rồi hả? Sao máy của anh lại không nhìn thấy nhỉ? Rồi, xin phép anh chị em một tí, có sự cố về máy một chút. Thế thì chúng ta tiếp tục về cái việc đó là theo cái quy định của luật quản lý thuế mới thì đã có quy định cụ thể về chứng từ, về hóa đơn. Còn trước là các cái quy định đó nó nằm ở trong luật kế toán. Đấy, và một cái điểm nữa đó là gì, khi mà chúng ta sử dụng đến hóa đơn chứng từ thì nó tiếp theo nữa là chúng ta cần phải nói đến luật giao dịch điện tử. Nó quy định về cái vấn đề liên quan đến cái giao dịch thế nào, về cái khung pháp lý. Nó quy định về cái việc mà thì hai bên giao dịch với nhau, cái chữ ký số như thế nào, cái vấn đề liên quan đến cái quản lý các cái dạng file điện tử như thế nào. Đấy, sau đó thì cái luật công nghệ thông tin. Đấy, thế thì nó gần đấy các cái loại văn bản luật thì nó mới, nghĩa là khi chúng tôi làm về hóa đơn điện tử, chúng tôi cần phải đọc tất cả các cái quy định đó. Cũng phải nói thật là gì, những cái thứ để chúng ta đọc như thế này ấy, là chúng ta đọc lướt toàn bộ tổng thể để chúng ta biết và chúng ta tra cứu thôi. Đó là khi mà vận dụng vào như vậy ấy, thì chúng tôi đọc giống như kiểu ôn thi, đọc rất là kỹ, rất là vất vả để xem rất rõ quy định cái thứ này, khung pháp lý nó như thế nào. Và có những cái điểm mà đôi khi còn tranh cãi, còn không biết là nên như thế nào đúng. Đấy, ví dụ như ngày xưa là gì, cái quy định về trong cái ký hiệu mẫu chẳng hạn trong hóa đơn. Đấy, thế thì trong ký hiệu mẫu nó có số liên, thế vậy thì hóa đơn điện tử thì có mấy liên. Thế rồi là gì, mãi trong cuối cùng là phải thừa nhận với nhau như vậy. Đấy thì có những cái thứ mà ngay từ lúc đầu khi mà ở trong văn bản pháp luật nó còn quy định, có rất là nhiều những cái điều mà khi chúng ta mang vào áp dụng và chúng ta còn lúng túng trong cái chuyện đó. Đó là gì? Đấy là tôi đang nói về cái chuyện là gì? Có những các văn bản như thế nào quy định về hóa đơn chứng từ thì các bạn đọc giúp cho tôi nhé. Nó căn cứ đến gần này các cái loại. Thế vì đúng ra là chúng ta còn phải dành thời gian chúng ta đọc các cái luật đấy trước, sau đó chúng ta mới đọc nghị định. Thế nhưng mà do cái tính chất cập nhật thì tôi mới hướng dẫn anh chị em đọc cái này trước. Thế rồi chúng ta sẽ có thời gian để chúng ta quay lại chúng ta đọc các cái luật kia. Đấy là cái việc thứ nhất là chúng ta đọc cách tít đầu tiên. Cái thứ hai ấy là chúng ta phải xem là cái nghị định này, chúng ta đọc cái phần cuối cùng. Cái nguyên tắc là chúng ta phải xem cái nghị định này nó có hiệu lực khi nào. Đấy. Thế thì ở trong cái chương 6 nhá, và tổng thể cái nghị định này nó có 61 điều. Thế thì cái hiệu lực thi hành của cái nghị định này kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 có nghĩa rằng cái điểm quan trọng nhất đó là quy định bắt buộc về sử dụng hóa đơn điện tử. Nó đã rời các cái quy định của nghị định trước về cái nghị định này và mùng 1 tháng 7 năm 2022 mới chính thức là bắt buộc. Và tất cả các cái doanh nghiệp đến cái thời điểm này thì sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử. Trước đây thì cái nghị định 119 ấy, khép lại nhẽ là chúng ta đã phải bắt buộc rồi. Thế nhưng mà chắc chắn là nó có gặp phải khá nhiều cái điều nó còn bất cập, ví dụ như là cơ sở hạ tầng, rồi ở doanh nghiệp, rồi ở góc quản lý nhà nước. Thế cho nên là cái nghị định này nó đã tháo cái nghị định 119 năm 2018. Thế và trong cái quy định này thì cái nghị định 51 năm 2010 được ban hành ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ, và nghị định 04 và tiếp theo nữa là nghị định 119 sẽ có hiệu lực đến ngày 30 tháng 6 năm 2020. Thì đó là một cái điểm mà các bạn lưu ý. Chính vì lý do đó mà toàn bộ các cái hóa đơn điện tử của chúng ta hiện tại bây giờ đang sử dụng chủ yếu là theo hướng dẫn của thông tư 32, hướng dẫn nghị định 51. Vừa rồi thì có ra cái nghị định 119 và có thông tư 68 để hướng dẫn. Thế tuy nhiên rằng là các cái quy định đó nó đang có hiệu lực, nhưng trong thực tế áp dụng thì chủ yếu nó có đầy đủ mà nó thuận tiện đang làm việc lại là theo cái thông tư số 32. Bởi vì giữa thông tư 68 và thông tư 32 nó có rất nhiều những điểm khác nhau. Nó quy định về mẫu, về ký hiệu, rồi có rất nhiều thứ. Đấy, thế thì chúng ta xác định là thời điểm hiện tại là tất cả các cái văn bản pháp luật hiện hành như nghị định 51, nghị định 04, thông tư 32, rồi là thông tư 68 hay nghị định 119, đó là những các cái văn bản còn hiệu lực cho tới ngày 30 tháng 6 năm 2022. Đấy thì tôi cũng xin thưa là chúng ta xác định là cái văn bản hiệu lực pháp luật của chúng ta nó sẽ còn hiệu lực cho tới thời điểm nào. Đấy thì cái điều 60 này nó quy định về các vấn đề liên quan đến chuyển tiếp này. Thì cái nghị định 119 nhá, nó là quy định là đã hết thời hạn của nghị định 51 và nghị định 04 rồi, nhưng mà cái nghị định số 123 này thì nó sẽ quy định ngược lại. Đấy thì đấy là các bạn cần lưu ý trong các quy định của văn bản pháp luật này. Có một cái điểm nữa đó là có các cái phần khác thì các bạn lưu ý là sẽ còn đợi thông tư để hướng dẫn chi tiết. Nhưng mà có một vài những cái điểm mà chúng ta đọc văn bản thì trong các cái phần nội dung chính thì như sau này. Cái chương 1 là các cái quy định về chung. Các cái quy định chung thì ở đây các bạn lướt cho tôi có một số các cái điều. Ví dụ như điều 1 là phạm vi điều chỉnh này, 2 là đối tượng áp dụng này, 3 là giải thích các cái thuật ngữ này. Sau đó điều 4 là nguyên tắc lập, quản lý và sử dụng hóa đơn chứng từ. Đấy, thế thì cái nghị định 123 này là quy định không chỉ nguyên về hóa đơn chứng từ điện tử. Thì ở đây nó có cái quy định mà các bạn nên đọc cái điều số 4 này theo quan điểm của tôi là quan trọng. Nguyên tắc lập như nào, quản lý như nào, sử dụng hóa đơn chứng từ như thế nào. Cái điều số 5 là quy định các cái hành vi cấm trong lĩnh vực hóa đơn chứng từ. Đấy thì cái này các bạn cũng nên đọc để các bạn biết là đâu là những cái việc mà chúng ta không được phép. Cái điều số 6 là quản lý và lưu trữ hóa đơn chứng từ. Đấy, thì cái phần này nhất là khi mà chúng tôi làm về hóa đơn điện tử cụ thể. Cách quản lý và lưu trữ hóa đơn chứng từ này thì thực tế quy định trước là cái căn cứ là gì? Theo quy định của luật kế toán. Luật kế toán đã quy định về hóa đơn chứng từ của chúng ta thì phải quản lý và lưu trữ như thế nào. Thế sau đó thì nó có một cái điểm là khi mà chúng ta chuyển sang cái hóa đơn điện tử, hóa đơn giấy thì chúng ta quen rồi, chúng ta biết rồi. À, chúng ta đóng thành quyển, chúng ta lưu thời hạn, chúng ta lưu như vậy, nó cất vào trong kho. Chúng ta lưu trong thời gian bao lâu? Có những cái loại chứng từ hóa đơn thì phải lưu như thế nào? Thế thì tôi cũng nhận được khá nhiều cái câu hỏi trong cái vấn đề này. Thế vậy thì quay sang hóa đơn điện tử, nó có rủi ro. Nếu hóa đơn điện tử mà không may mất thì chúng ta làm thế nào? Thế thì cái bản chất rất quan trọng đối với khi mà sử dụng hóa đơn, chứng từ, sổ sách điện tử chính là cái việc mà chúng ta cũng cần phải quản lý, sao lưu, cất giữ để chúng ta đảm bảo cái tính chất an toàn và bảo mật. Đây là điểm rất quan trọng. Các bạn hình dung là gì? Khi mà bạn viết ra một cái quyển hóa đơn, lưu trữ về hóa đơn, chứng từ, sổ sách của bạn, bạn cất giữ ở trong tủ của bạn cẩn thận như thế nào? Bởi vì đó là chứng từ kế toán. Thì khi mà chúng ta cất giữ về chứng từ điện tử cũng giống như vậy, chứng từ và sổ sách điện tử cũng vậy. Chứ không có một ngày cái nó mất thì làm thế nào? Thế cho nên là khi mà các cái nhà cung cấp dịch vụ, tôi tin chắc là nhà nào cung cấp dịch vụ họ cũng đã quan tâm đến cái chuyện này. Thế tuy nhiên rằng là gì? Khi chúng ta là chủ doanh nghiệp, chúng ta là người có cái trách nhiệm, cần phải xem xét kỹ về cái vấn đề liên quan tới hợp đồng. Đấy là cái quản lý cái chứng từ đấy như thế nào để cho nó đảm bảo về phần tính chất pháp lý và an toàn. Thì đó là một cái điểm cũng khá là quan trọng. Thế thì các bạn lưu ý cho tôi ở một cái điểm ở chỗ này. Cho nên là khi mà chúng ta sử dụng về hóa đơn, chứng từ điện tử thì trong đó nó có quy định là gì? Cái thời hạn để lưu trữ chứng từ. Nếu như chứng từ đấy là trực tiếp ghi sổ và sau đó lập lên báo cáo tài chính thì chứng từ đấy phải lưu ít nhất 10 năm. Thế thì những cái chứng từ mà nó hình thành những cái tài sản của trong doanh nghiệp ấy, thì nó không chỉ 10 năm. Các cái chứng từ mà nó giao dịch trong cái năm đấy thôi thì nó phải lưu trữ từ cái thời điểm đó cho đến 10 năm. Thế nhưng mà những cái chứng từ mà nó hình thành lên tài sản, nó tạo thành nguyên giá của các cái tài sản và sau đó được phân bổ, được khấu hao thì chúng ta phải lưu ít nhất bằng cái số năm cuối cùng của cái thời điểm khấu hao đó, cộng thêm 10 năm. Đấy, ví dụ như là tài sản chúng ta khấu hao trong vòng 10 năm thì chúng ta phải lưu chứng từ được khoảng 20 năm trở lên. Còn có những cái loại chứng từ chúng ta phải lưu bắt buộc. Thì tất cả những cái thứ đấy chúng ta cần phải tra cứu cụ thể. Đấy, thì trước kia nó có quy định ở trong luật kế toán khá rõ. Nhưng mà bây giờ còn quy định thêm nữa ở trong luật quản lý thuế. Đấy. Còn có một cái điều số 7. Điều số 7 tôi cũng được hỏi rất là nhiều câu. Đó là chuyển đổi hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thành cái chứng từ hóa đơn giấy. Đấy. Thế thì ở đây nó cũng có mấy cái điểm như thế này. Cái điểm thứ nhất ấy, là theo thông tư 32 thì nó có một cái việc đó là gì? Khi mà theo cái thông tư 32 thì nó có quy định là gì? Chứng từ hóa đơn điện tử chỉ được phép chuyển đổi sang hóa đơn giấy một lần. Đấy. Thế và có rất nhiều anh chị em gặp phải vấn đề khó khăn trong cái chuyện này khi mà đi đăng ký giấy tờ xe ô tô hay xe máy, là gặp phải cái vấn đề này khá là khó khăn. Thế còn sang cái nghị định này nó quy định thì các bạn đọc rõ trong cái điều 7 này, là hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử hợp pháp được chuyển đổi thành hóa đơn, chứng từ giấy khi mà có yêu cầu nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế này, cơ quan kiểm toán này, thanh tra này, kiểm tra, điều tra và theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra. Sau đó thì cái nội dung thứ hai là việc chuyển đổi về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thành hóa đơn, chứng từ giấy phải đảm bảo được khớp đúng những cái nội dung của hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử và hóa đơn, chứng từ giấy sang sau khi chuyển đổi. Và cái điểm thứ ba đó là hóa đơn điện tử chứng từ điện tử được chuyển đổi thành hóa đơn, chứng từ giấy khi có giá. Hóa đơn giấy chỉ có cái giá trị để lưu trữ ghi sổ kế toán theo quy định của pháp luật kế toán. Pháp luật kế toán và không có cái giá trị giao dịch thanh toán, trừ các cái trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có thể kết nối dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định của nghị định này. Thế và ở cái đây ấy, thì đến cái đoạn cái nghị định này ấy, nó sẽ không có quy định về cái việc là gì hóa đơn điện tử chuyển đổi chỉ còn được một lần. Và bản chất ở đây tôi cũng muốn xin phân tích cái điều này, đó là hóa đơn điện tử khi chuyển thành hóa đơn giấy, bản chất nó là một bản photo, một bản copy. Còn chứng từ gốc nó sẽ nằm ở tại trên cái dữ liệu điện tử mà chúng ta cần phải tra cứu. Đấy, thì chúng ta phải hiểu được bản chất nó là như vậy. Một cái điểm thứ hai nữa, đó là hôm vừa rồi tôi cũng được một anh cán bộ thuế hỏi về cái nghiệp vụ này, là bảo doanh nghiệp có phải in hóa đơn điện tử xong ký đóng dấu vào không? Thì tôi bảo việc đó là không đúng. Tại vì khi chúng ta chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy là nhằm mục đích để làm sao? Để thực hiện dễ dàng trong công tác quản lý, kiểm tra, check lại, ghi sổ kế toán. Và cái việc mà hóa đơn điện tử ấy, nó có giá trị pháp lý bởi bằng chữ ký số, lưu trữ ở trên hệ thống các cái loại file định dạng chuẩn và ký trên chữ ký số. Còn cái việc mà doanh nghiệp in ra và đóng dấu vào đó, nó chỉ là một cái bảng photo, có đóng dấu vào ấy, thì thật ra cái đóng dấu đây không có giá trị pháp lý. Nó chỉ để đẹp thôi, để xác định tới công ty đó in ra. Đấy, thì đấy là quan điểm của cá nhân tôi trong cái vấn đề này. Còn khi mà chúng ta muốn xác định rằng là gì, cái hóa đơn đó, cái bản gốc của nó là phải là trên dữ liệu điện tử, và chúng ta phải vào đấy chúng ta tra cứu. Đó, thì đấy là cái điểm mà chúng ta cần lưu ý ở trong cái quy định về vấn đề liên quan đến hóa đơn, chứng từ điện tử. Đấy thì trong cái điều 7 này là cái điều mà được khá nhiều những anh chị em hỏi, thì tôi xin phân tích là như vậy. Thế còn sang đến cái chương 2 thì quy định đối với hóa đơn thì nó gồm có các cái từ bắt đầu từ điều 8, loại hóa đơn này, thời điểm để lập hóa đơn. Đấy thì có cái điều 9 các bạn cũng cần lưu ý. Cái điều 9 cần lưu ý. Trước kia khi mà chúng ta phải xác định là gì, thời điểm để mà chúng ta lập hóa đơn, thời điểm ghi nhận doanh thu, thì nó có quy định là thời điểm ghi nhận doanh thu để kê khai về thuế giá trị gia tăng, thời điểm ghi nhận doanh thu để chúng ta ghi sổ về kế toán, ở trong quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì tất cả trong các cái văn bản đó nó có quy định về cái thời điểm, nó thuộc liên quan đến trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Trong cái phần này cũng có khá nhiều các cái doanh nghiệp anh chị em chúng ta không để ý thì chúng ta sẽ rất dễ bị gặp phải. Đấy. Ví dụ như là bên khách hàng nó không chịu trả tiền cho em, bắt em là gì xuất hóa đơn, xong rồi nộp thuế, tiền thì em không thu được, bắt em xuất hóa đơn nộp thuế. Đấy, thì cái vấn đề đó là những cái điều mà chúng ta cần phải tránh. Thì ở trong cái điều 9 này quy định về thời điểm để chúng ta cần phải lập hóa đơn, và sau đó chúng ta cần phải kê khai về thuế giá trị gia tăng. Và trong quy định của luật quản lý thuế mới và các nghị định 126 hôm vừa rồi tôi có cùng đọc phân tích với anh chị em ấy, thì chúng ta vẫn còn cần phải chờ thông tư để quy định một cách chi tiết. Tuy nhiên rằng các cái thay đổi liên quan đến các cái luật quản lý thuế mới này nó sẽ hướng tới cái vấn đề là đúng hơn, sát hơn, và chúng ta cần phải nộp thuế kịp thời cho cơ quan quản lý của nhà nước. Đấy, ví dụ như là gì, quy định về kê khai theo quý, theo tháng, buổi trước tôi cũng đã phân tích rồi. Khi quy định theo kê khai theo quý hay kê khai theo tháng là bởi vì nó xác định cái thời gian, cái thời điểm mà chúng ta phải nộp thuế. Nếu chúng ta kê khai theo tháng thì chúng ta phải nộp thuế trước so với kê khai theo quý. Thế hoặc là nó sẽ có một số những cái quy định nữa trong cái vấn đề là thời điểm khi nào để chúng ta phải ghi nhận doanh thu để chúng ta kê khai nộp thuế. Đó thì các bạn đọc kỹ vào cái điều 9 này. Trên cái điều 9 này nó cũng được kế thừa các cái nội dung quy định ở trong luật thuế giá trị gia tăng. Đấy, thì các bạn tôi nghĩ là cái nội dung nó khá là tương đồng, sát với nhau và các bạn tra cứu cho doanh nghiệp của mình. Điều 10 là nội dung của trên hóa đơn. Điều 11 là hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu cơ quan thuế, thì cái này chúng ta sẽ chờ thông tư để chúng ta hướng dẫn chi tiết. Bởi vì ở đây còn có nói là gì, không bắt buộc phải có chữ ký số. Có nghĩa là hệ thống máy tính tiền máy kia nó sẽ được tích hợp với các cái dữ liệu của trên từ Tổng cục Thuế, để từ đó nó thực hiện về cái vấn đề liên quan đến là cái việc là gì, căn cứ vào tất cả các hóa đơn chứng từ đó. Đấy, nó liên quan đến các hộ kinh doanh ấy, hay kia có cái máy tính tiền in cái hóa đơn ra, thì cái dữ liệu đấy nó được kết nối trực tiếp tới cái cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế để thực hiện cái nghĩa vụ kê khai đúng đủ về vấn đề liên quan đến nộp thuế cho cơ quan quản lý nhà nước. Thì cái này chúng ta chờ thông tư. Cái mục 2, điều 12 này, quy định về hóa đơn điện tử. Thì ở đây nó sẽ có các cái quy định về chuẩn các cái file, thì cái này nó thuộc về kỹ thuật. Ví dụ như bên lập trình của ACMAN cần phải nghiên cứu rất kỹ trong các cái quy định chuẩn file dữ liệu để chúng ta sử dụng. Còn đối với doanh nghiệp mà chúng ta thực hiện thì chúng ta chỉ cần ứng dụng thôi. Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ. Đấy, thì đây, cái này nó quy định đối với áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo quy định của điều 91 Luật Quản lý thuế số 38 năm 2019, Quốc hội khóa 14. Đó thì hóa đơn điện tử đã được quy định ở trong điều 91 của Luật Quản lý thuế. Đã đưa hẳn vào trong một cái điều nằm trong luật. Điều số 14 là cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử. Thì cái này các bạn trong quá trình khi mà các cái nhà cung cấp sẽ cần phải nghiên cứu cái vấn đề này. Cái nào mà các bạn thấy cần thì chúng ta sẽ dừng lại, chúng ta đọc tra cứu kỹ. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hóa đơn điện tử, ngừng sử dụng hóa đơn điện tử, lập hóa đơn điện tử khi có mã của cơ quan thuế. Thế thì cái việc mà khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế và không có mã của cơ quan thuế, thì thực tế đó là việc mà gì, cơ quan thuế sẽ có một cái phần mềm để giúp cho doanh nghiệp thực hiện phát hành lập hóa đơn khi mà bán hàng hóa. Thế thì các cái doanh nghiệp nằm trong cái đối tượng quy định của thuế, cái còn lại các doanh nghiệp khác thì sẽ sử dụng từ các công ty họ cung cấp cho chúng ta về cái hệ thống phần mềm cơ sở để quản lý về dữ liệu hóa đơn, để từ đó chúng ta thực hiện xuất về vấn đề liên quan đến hóa đơn điện tử. Ở đây thì tôi cũng xin phân tích một điều, đó là gì, thực tế ra thì thông thường khi mà sử dụng các cái hóa đơn điện tử có mã hay không có mã thì hiện tại là vẫn chưa đạt vào được cái vấn đề liên quan đến liên thông dữ liệu giữa của các nhà cung cấp hóa đơn điện tử với hệ thống dữ liệu chung của Tổng cục. Nhưng mà tin chắc khi đến Nghị định 123 này có hiệu lực ngày mùng 1 tháng 7 năm 2022 thì lập tức lúc đó cái hạ tầng và toàn bộ hóa đơn của chúng ta khi sử dụng ở bất kỳ nhà mạng nào thì chắc sẽ đợi có thông tư hướng dẫn, để từ đó chúng ta xác định xem là cái việc để mà chúng ta nó được đồng bộ dữ liệu, mà khi dữ liệu của chúng ta xuất hóa đơn xong thì lập tức lúc đó nó được lưu trữ ở trên hệ thống website tra cứu của nhà mạng cung cấp, và lập tức nó còn được là gì, tự động để kết nối sang cái cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về vấn đề liên quan đến quản lý và tra cứu hệ thống hóa đơn. Đấy, thế thì nó sẽ đảm bảo được cái tính chất quản lý nhất quán, an toàn về vấn đề liên quan đến dữ liệu. Thì đấy, thì tôi cũng đưa ra một vài những các cái nội dung các bạn cần phải lưu ý như vậy. Cho nên khi chúng ta làm việc trên cái nền điện tử ấy, các bạn cũng thay đổi cái thói quen khi mà các bạn làm việc ở doanh nghiệp. Khi bạn viết một cái quyển hóa đơn bằng giấy ấy, nó mới có cái chuyện là gì, tại sao mà gì triển khai hóa đơn điện tử mà kế toán và doanh nghiệp vẫn cứ chần chừ, thì tôi cho rằng nó không phải là vấn đề liên quan đến bao nhiêu tiền để mua hóa đơn điện tử, mà chủ yếu đó là gì, cái thói quen của chúng ta. Khi viết hóa đơn giấy thì chỉ có mình bạn biết thôi. Rồi nó có cái chuyện là gì, để cách vài số, xong hôm nay chưa cần thì mình viết bổ sung. Còn khi hóa đơn điện tử thì chúng ta không làm được như thế nữa. Cái thứ nhất ấy, là các bạn phải biết là gì, đầu tiên là gì, bạn sử dụng cái tính năng đó, bạn xuất hóa đơn thì dùng cái chữ ký số của mình ký vào và nó được tra cứu ở trên cái hệ thống website của nhà cung cấp hóa đơn điện tử. Tất nhiên nó có tính bảo mật, không phải ai cũng có thể vào đấy xem được, nhưng rõ ràng rằng dữ liệu nó đã được lưu ở trên hệ thống rồi. Mà tiếp theo sau nữa, khi tất cả các cái hóa đơn đấy của chúng ta đến năm 2022, khi đồng bộ toàn bộ dữ liệu đấy, thì tôi còn đang xem là tiếp sau mai kia là cái hệ thống công nghệ thông tin như nào. Có nghĩa là đồng bộ cái dữ liệu tại cái thời điểm chúng ta xuất hóa đơn, hay là cuối tháng cập nhật cái dữ liệu lên website, giống như kiểu chúng ta nộp cái bảng kê mua vào bán ra ấy, thì lúc này chúng ta quan tâm đến bảng kê bán ra, nó đẩy lên trên hệ thống thuế. Đấy, thì đấy là cái việc mà rồi chúng ta phải thay đổi cái thói quen đó. Khi chúng ta làm tất cả cái vấn đề đó, chúng ta cần phải cẩn thận, chặt chẽ, biết được rất rõ luật để chúng ta tránh bị vi phạm vấn đề đó. Thế còn cái việc mà bỏ cách số hóa đơn rồi viết chèn các thứ đó, tôi cho rằng đó chỉ là thói quen thôi. Khi mà tất cả một cái xã hội nó không còn cái việc đấy nữa, thì không có cái doanh nghiệp nào được cái lợi thế đi nữa cả, thì nó là tiến tới sự công bằng thôi. Thế còn cái việc mà bị trễ lại, delay lại chẳng qua là thói quen làm việc thôi. Cứ tại sao không làm ngay tại thời điểm ấy chứ, mà lại cứ phải chờ, phải đợi, phải trễ lại cái thứ này. Thế thì hiện tại bây giờ ấy là do cái thói quen của cả xã hội. Khi mà chúng ta dùng cái hóa đơn giấy là như vậy, thì khi sang hóa đơn điện tử nó không còn như thế nữa, thì cái thói quen của tất cả mọi người nó sẽ phải được xử lý tức thời, nó đảm bảo được cái tính chất minh bạch, tốt cho doanh nghiệp và tốt cho cả quản lý nhà nước. Thì đấy là cái góc nhìn của tôi phân tích về cái vấn đề đó khi mà chúng ta lập cái hóa đơn điện tử. Và các bạn cũng lưu ý đó là gì, đối với kế toán là thông tin bảo mật rất quan trọng, cái độ chính xác nó tiến tới là sự tuyệt đối, chứ chúng ta không thể nói là có đúng có sai, và chúng ta phải chịu trách nhiệm về những cái việc mà chúng ta làm. Thế cho nên chúng ta cần phải tra cứu kỹ để tránh trường hợp là gì, mọi sự sai đều trả giá bởi bằng tiền, bởi bằng phạt. Cho nên là gì, chúng ta cần phải nắm rất kỹ, rất rõ các cái quy định của văn bản pháp luật hiện nay. Đấy, thì còn cái hóa đơn có mã của cơ quan thuế, có nghĩa là gì, khi mà lập hóa đơn là được chạy lên cổng của thuế luôn, lưu ở đó. Đấy, thế và có mã mà không có mã thì tất nhiên cái này còn chờ có văn bản hướng dẫn. Nhưng quan điểm của tôi là gì, rồi nó cũng giống nhau mà, tất cả mọi dữ liệu nó phải đều được link lên website của Tổng cục Thuế. Người ta sẽ có chuẩn cái file các cái thông tin trường dữ liệu để chúng ta tra cứu lại tất cả các cái giao dịch nằm ở trên đó. Khi cầm cái hóa đơn thì nó sẽ có cái mã và cái tra cứu cái hóa đơn đó. Đấy, thì nó sẽ đảm bảo được cái tính chất minh bạch. Rồi một cái điểm nữa cũng được hỏi rất nhiều về vấn đề liên quan đến xử lý các cái hóa đơn khi có sai sót. Khi lập một hóa đơn điện tử thì rất là bình thường. Khi mà chúng ta lập một cái hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử về cơ bản là giống nhau. Chúng ta xác định nội dung đó là cái gì, thì chúng ta viết trên đấy, thì đối với hóa đơn điện tử chúng ta nhập trên đó. Thế còn đối với hóa đơn giấy thì chúng ta ký nó đóng cái dấu tròn vào theo thói quen, và chúng ta ít nhất có 2 liên, một liên lưu ở doanh nghiệp và một liên lưu cho khách hàng. Thế còn nếu như có 3 liên thì lưu ở doanh nghiệp 2 liên. Thế còn đối với hóa đơn điện tử thì chúng ta không ký nữa, mà chúng ta không ký bằng tay nữa, mà chúng ta cắm chữ ký số, chúng ta ký và đẩy đi thôi. Giống nhau như vậy. Nhưng có một cái điểm khác lớn, đó là gì, khi chúng ta sử dụng hóa đơn giấy thì chúng ta chỉ có một trang A4 chúng ta in ra rồi, cho nên cái số lượng dòng ở trên cái hóa đơn giấy nó ít. Cho nên là gì, chúng ta có rất nhiều các mặt hàng hóa thì chúng ta mới có cái chuyện là chúng ta lập cái bảng kê. Đấy, chúng ta lập cái bảng kê. để kèm theo. Thế còn đối với hóa đơn điện tử thì không giới hạn số dòng, cho nên là chúng ta không cần có bảng kê. Đấy, các bạn cứ chèn hết dòng này, tiếp tục bao nhiêu dòng, không bị giới hạn. Ký chữ ký số cái thì tất cả cái thứ đấy nó nằm trong một cái nội dung của hóa đơn. Thế tuy nhiên rằng ở trong hóa đơn điện tử nó cũng nói là gì, bạn cũng có thể được phép lập các cái hóa đơn có một số các cái ngành nghề cụ thể. Bạn tra cứu nhé, là chúng ta có thể xuất hóa đơn theo cái nội dung của hợp đồng, ví dụ như là hợp đồng xây dựng, một số các cái nội dung cái hợp đồng chúng ta có thể vận dụng để chúng ta trong quy định cũng cho phép trong vấn đề này. Đó, tại vì cái nội dung ở hóa đơn nó chỉ là một trong những cái chứng từ trong bộ chứng từ kế toán, cho nên khi mà chúng ta cũng lưu ý là khi mà chúng ta bị thanh tra kiểm tra, cái thiếu sót căn bản hay bị bóc xuất toán không giải trình được, đó là người ta yêu cầu chuyển hợp đồng ra đây. Và hợp đồng và các cái chứng từ liên quan đến hợp đồng thì ở đây các bạn cũng lưu ý giúp cho tôi, đó là gì, hóa đơn nó chỉ xác định xem là gì hoàn thành cái nghĩa vụ thuế, có nghĩa là gì, bán hàng hóa thì phải xuất hóa đơn đúng cái nội dung giao dịch đó giữa bên mua và bên bán. Thế còn để chứng minh cho cái giao dịch đó thì nó sẽ có cái hợp đồng, nhưng không phải là gì giao dịch nào cũng phải quy định bắt buộc hợp đồng. Nó phải phụ thuộc vào cái bản chất của cái giao dịch mà giữa hai bên, bên mua, bên bán, để có xác lập các hợp đồng không. Mà trên cái nội dung hợp đồng nó mới quy định được rất nhiều các cái nội dung chi tiết, đúng không? Từ cái việc bên mua, bên bán, nội dung cung cấp là gì, giá trị như thế nào, thời hạn thanh toán làm sao, điều kiện giao hàng như nào, điều kiện bảo hành như nào, vân vân. Tất cả những cái nội dung nó nằm trong hợp đồng. Thế cho nên là qua đây thì cũng nhân tiện nói về chứng từ, thì tôi cũng nói đó là hợp đồng là một cái loại chứng từ trong kế toán chúng ta cần phải quan tâm, quản lý và hiểu rõ. Và có rất nhiều loại chứng từ. Đấy, thế còn cái chứng từ thứ ba đó là chứng từ về thanh toán, có thể theo ngân hàng, thanh toán tiền mặt. Đấy, thì ít nhất có bộ ba cái chứng từ, đó là bắt đầu từ đầu tiên là hợp đồng, hóa đơn và chứng từ thanh toán. Đó là những cái chứng từ quan trọng chúng ta lưu ý để chúng ta hoàn thiện cho nó đúng. Có một điểm đó là khi hóa đơn mà gặp phải vấn đề sai sót thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Thì hóa đơn giấy khi chúng ta gặp phải vấn đề sai sót thì chúng ta sẽ lập một cái hóa đơn điều chỉnh, hoặc chúng ta lập một cái biên bản để điều chỉnh, ghi nhận lại các cái thông tin sai kẹp cùng với hóa đơn đó. Tại vì khi sai thì cuối cùng chúng ta cần phải đi tìm bản chất là gì, đâu là đúng và xác nhận lại giữa các bên giao dịch với nhau. Thế cho nên tại sao có hợp đồng thì nó hay có các phụ lục hoặc có cái biên bản để đính chính các cái nội dung nếu mà sai. Thế còn đối với hóa đơn thì cũng như vậy. Thế còn khi mà chúng ta sử dụng trên hóa đơn điện tử ấy, thì các bạn cũng lưu ý là nó sẽ có cái hóa đơn để điều chỉnh cho các cái nội dung sai. Thì trong đó nó có điều chỉnh về giá trị hàng hóa, có điều chỉnh cả về các cái nội dung, rồi nó có các cái biên bản kèm theo để giải trình các vấn đề đó. Đấy, thì cái cách để xử lý nó sẽ là như vậy. Và trên tất cả các cái phần mềm thì người ta buộc phải có như vậy. Thế còn mỗi phần mềm thì họ sẽ có cái thao tác, cái cách có thể khác nhau. Chứ còn quy định của luật pháp nó là như vậy. Đấy, thì tôi xin chia sẻ với các bạn ở trong cái điều số 19 này, quy định về các cái vấn đề liên quan đến khắc phục, sửa chữa các cái sai sót trong quá trình khi chúng ta thực hiện về hóa đơn. Xử lý sự cố đối với hóa đơn điện tử. Thì khi mà chúng ta sử dụng về hóa đơn điện tử do có mã của cơ quan thuế hay là không có mã cơ quan thuế thì chúng ta phải biết là gì, mọi thứ nó đều có sự cố, nó chả có cái gì vĩnh viễn cả. Không may nếu nó xảy ra máy chủ hoặc dữ liệu có vấn đề gì đó. Thế tuy nhiên rằng ở trong luật cũng sẽ quy định rất rõ, đó là về cái cách quản lý sao lưu, để mà khi hệ thống nó không may nó gặp phải một vấn đề gì đó thì nó sẽ có hệ thống dự phòng để nó chạy cái đấy. Thế mà không may đường mạng rồi là các cái vấn đề nó có vấn đề thì lập tức lúc đó nó cần thời gian để khắc phục lại hệ thống máy đấy và ắp ngược lại toàn bộ dữ liệu và nó không bị mất. Thế thì cái khắc phục về sự cố nó là như vậy. Rồi ở trên cái nghị định này thì nó vẫn còn có quy định cả các cái hóa đơn về liên quan đến đặt in của cơ quan thuế vân vân, cung cấp rồi bán hóa đơn cho các cái giao dịch và của các tổ chức không có hóa đơn, rồi tiêu hủy hóa đơn, mất, cháy, hỏng. báo cáo sử dụng hóa đơn. Đấy, thì đấy là trong cái chương 2 nói về vấn đề là quan hệ hóa đơn. Và chương 3 thì nói đến quy định về chứng từ. Thì ngoài hóa đơn ra còn các loại chứng từ khác. Thì quy định ở chương 3 thì các bạn tham khảo. Thì cũng nói về vấn đề các loại chứng từ, biên lai, vân vân, các cái loại chứng từ. Thời điểm. Rồi ở chương 4 là xây dựng, tra cứu thông tin hóa đơn chứng từ. Thì cái vấn đề này sẽ có những cái việc đấy thì tôi có nói rồi. Đó là nó sẽ có một cái nguyên tắc đợi thông tư rồi chúng ta hướng dẫn. Rồi là gì? Trong ngành thuế cũng đang xây dựng cái hệ cơ sở dữ liệu để mà toàn bộ các cái thông tin về hóa đơn chứng từ là mai cho nó sẽ được lưu trữ thành như một cái cơ sở dữ liệu quốc gia để chúng ta có thể quản lý, tra cứu, phục vụ cho cả cái công tác quản lý của nhà nước trong vấn đề này nữa. Đấy, rồi là cái cách để giữa nhà cung cấp hóa đơn điện tử, doanh nghiệp sử dụng nhà cung cấp hóa đơn điện tử và cổng thông tin của Tổng cục Thuế để áp dụng tra cứu như thế nào. Đấy, thế thì tôi tin chắc là đến khi mà cái nghị định 123 này có hiệu lực thì tất cả những cái thứ đấy nó sẽ được đồng bộ và nó sẽ được đảm bảo tốt. Tôi nghĩ rằng cái nghị định 123 này, theo suy nghĩ của tôi thôi, nhận định chủ quan, đó là có thể rời đến mùng 1 tháng 7 2022 cũng là gì để mà cho chúng ta chuẩn bị rất kỹ lưỡng về toàn bộ cái hạ tầng để thực hiện tốt trong cái vấn đề này. Thế và trong cái khoảng thời gian từ bây giờ cho đến lúc đó thì khuyến khích chung của toàn bộ ngành thuế, của quản lý nhà nước là gì? Các cái doanh nghiệp nên áp dụng hóa đơn điện tử càng sớm càng tốt. Trong thực tế nó sẽ có rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Còn những cái thứ mà chúng ta đang còn chần chừ, thật ra nó chỉ còn là những cái điểm góc khuất, điểm đen gì đó theo các cái mục đích khác mà chúng ta chưa đồng bộ thôi. Còn khi luật yêu cầu thì tôi tin chắc là hóa đơn điện tử mang lại một cái lợi ích rất lớn cho toàn bộ nền kinh tế. Chương 5 đó là quyền và trách nhiệm của các cái tổ chức cá nhân trong quản lý về hóa đơn. Thế thì cái này nó cũng quy định, thì các bạn cũng xem cái quyền, cái trách nhiệm của chúng ta như thế nào. Đấy, thì cái này nó chủ yếu liên quan đến cái việc là gì, khi mà chúng ta sử dụng làm sao, chúng ta quản lý như thế nào, rồi là các bên doanh nghiệp sử dụng, nhà cung cấp hóa đơn điện tử và cơ quan quản lý nhà nước để sao cho toàn bộ cái vấn đề này nó được quản lý một cách minh bạch, đảm bảo tốt. Và cuối cùng đó là điều khoản thi hành. Thì đấy là tôi vừa tóm tắt cái nghị định 123 về vấn đề liên quan đến hóa đơn điện tử, hóa đơn và chứng từ. Đấy, thế thì chúng ta sẽ chờ đợi khi mà có thông tư hướng dẫn chi tiết và có những các cái phần mềm, có những cái cơ sở dữ liệu và có những cái điểm mới tôi sẽ cập nhật với anh chị tiếp theo. Đấy, thì đó là cái nghị định 123. Và sau thì anh Tuân cập nhật cái file này lên trên hệ thống để những anh em nào mà không nghe thì có thể nghe lại được về sau này. Đấy, thì cái nội dung về tóm tắt cái văn bản Nghị định 123 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 19 tháng 10 năm 2020 tôi sẽ kết thúc ở đây. Và anh chị em, quan điểm của tôi thì cũng dễ để mà tóm tắt những cái nội dung này vào thành các cái bảng PowerPoint, nhưng mà tôi sẽ sử dụng đúng file gốc để tôi đọc, để mà tôi đang nghĩ rằng đó là một cái thứ tốt để cho anh chị em muốn để thực hiện được, tra cứu được tốt thì hãy sử dụng chính cái file ebook này là cái nền công cụ giúp cho anh chị em trong cái quá trình khi mà thực hiện, làm quen với văn bản gốc để chúng ta tra cứu, thực hiện đúng cái mục đích công việc của mình một cách tốt nhất. Cái sự tự tin của chúng ta chính là chúng ta cần phải trích lục được chính xác từ điều nào quy định ở trong các cái văn bản, để từ đó nó hình thành cho chúng ta được những cái kỹ năng, những cái bản lĩnh nghề nghiệp. Và tôi xin kết thúc cái nội dung này ở đây. Dạ vâng, trong tuần hôm nay thì có anh chị em nào có câu hỏi gì không nhỉ? Câu hỏi thứ nhất, mình có làm việc ở công ty A, có ký hợp đồng lao động lớn hơn 3 tháng, tổng thu nhập là 300 triệu. Công ty tính thuế theo quy định. Với phần thu nhập này công ty tính thuế theo quy định đối với phần thu nhập này. Ngoài ra trong năm mình còn có nguồn thu khác từ hoa hồng môi giới lớn hơn 100 triệu và bên môi giới đã khấu trừ 10% tại nguồn. Giờ quyết toán thuế thì phần thu nhập từ hoa hồng môi giới vẫn áp dụng 10%, còn phần thu nhập từ tiền lương thì tính giảm trừ gia cảnh, rồi còn đâu thì tính theo biểu thuế lũy tiến, có đúng không? Không biết anh Tuấn Anh có một câu hỏi này ở đâu, thế nhưng mà trong cái vấn đề này thì tôi xin chia sẻ cho anh chị em như sau. Ở trong phần mà quyết toán thuế thu nhập cá nhân, tôi đã nói đến vấn đề này rồi, anh chị em xem lại ở trong cái này nhé. Không biết là đã nhìn thấy file chưa Tuấn nhỉ? Rồi trong phần quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì phần này đã có cả một video hướng dẫn và câu hỏi này đã được trả lời ở video hướng dẫn về quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Thì thứ nhất đó là thu nhập của nhân sự từ tiền lương, tiền công mà có ký hợp đồng ở tại doanh nghiệp thì sẽ tính theo biểu lũy kế từng phần sau khi giảm trừ các khoản giảm trừ, thì nó từ mức 5 cho đến 35%. Phần thuế thu nhập cá nhân này rất nhiều điểm thú vị nha, các bạn lưu ý. Có rất nhiều các cái khung cách tính khác nhau trong phần thuế thu nhập cá nhân. Chúng ta phải nắm rất rõ quy định của văn bản để chúng ta vận dụng, để chúng ta sao cho chúng ta đúng quy định của luật mà chúng ta có lợi nhất. Thế thì trong cái câu hỏi này ấy, thì các bạn lưu ý là đối với thuế thu nhập cá nhân thì có thuế thu nhập cá nhân từng phần và thuế thu nhập cá nhân toàn phần. Toàn phần thì sẽ tính trên 10%. Đối với cá nhân cư trú và 20% đối với cá nhân nước ngoài. Đó. Thì đấy là các bạn xem lưu ý ở trong cái phần mà tôi đã có một cái video hướng dẫn như này. Còn các cái nguồn, các cái thu nhập, thu nhập chịu thuế thì nó gồm có thu nhập từ hoạt động kinh doanh, tiền lương, tiền công, thu nhập đầu tư vốn, thu nhập chuyển nhượng, chuyển bất động sản, trúng thưởng, bản quyền, những công thương mại, thu nhập từ thừa kế và thu nhập từ quà tặng. Đấy, trong đó các cái thu nhập không chịu thuế thì các bạn cũng tra cứu giúp cho tôi ở trên cái thông tư đã hướng dẫn nha. Thế và có một cái điểm nữa, đó là thu nhập đây, thu nhập toàn phần. Có thu nhập từng phần và thu nhập toàn phần. Thì các bạn tra cứu xem là bạn đang nằm ở cái khung nào. Bạn đang nằm ở khung nào. Đấy. Và nếu như bạn vận dụng được tốt, là khi bạn đang, cái hoạt động của bạn ấy nó có nằm trong hoạt động kinh doanh hay không. Đấy. Và nếu như khi bạn đang nằm ở trong cái hoạt động kinh doanh thì bạn cần phải có cái điều kiện như thế nào để bạn đạt được cái việc đó. Thì ở trong cái phần này bạn xem kỹ lại cho tôi cái video hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân, tôi đã đề cập hết những vấn đề ở đây và đã có cả những cái câu hỏi cái giai đoạn trước mà các bạn đã thực hiện đấy. Đấy. Ví dụ như là có cái câu hỏi mà nó thuộc về cái tiền mà của cái việc hoa hồng môi giới rồi là bán hàng đa cấp, tôi không nhớ nữa, đã trả lời câu hỏi này rồi. Thế rồi là từ bán bảo hiểm là nó có cái không thuế suất riêng, tính riêng, và nó sẽ có lợi hơn rất là nhiều. Đấy, thì các bạn xem lại cho tôi cái vấn đề này. Ở trong phần có một cái file nói khoảng 45 phút đến 50 phút nói nguyên về quyết toán thuế doanh nghiệp cá nhân. Đấy, thì cái file này đã gửi tới cho toàn thể anh chị em rồi nhá. Có video này, có file hướng dẫn. Câu hỏi khác, anh chị em có câu hỏi gì khác không? Alo. Vâng, xin chào. Vâng, chào anh Sơn. Dạ. Hỏi một chút, tức là vấn đề cũng liên quan đến vấn đề báo cáo quyết toán, tức là công ty thì tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ năm trước, nhưng mà mình vẫn có những khoản tiền mà khách hàng chuyển về do nợ từ trước đấy, thì đến khi tức là cái năm mình nghỉ thì mình không phải làm báo cáo quyết toán, là mình không phải làm các tờ khai gì, thì sau này những cái phần mà chuyển dịch như từ ngân hàng đấy thì mình lại làm vào cái tức là bộ hồ sơ của năm mới, có thể không ạ? À, có nhiều không chị? Nó cũng nhiều đấy ạ, bởi vì cái khoản tiền người ta chuyển về, người ta nợ cũng đến 500 triệu ấy ạ, bởi vì từ năm ngoái. Vâng, thì năm nay thì liệu mình có phải làm báo cáo tài chính thì mình nộp không, bởi vì theo hướng dẫn là mình không phải làm, mà nếu như mình không làm thì sang năm tới thì cái phần đấy mình sẽ phải đẩy vào cái phần báo cáo của sổ của năm, giả dụ như năm 20 chẳng hạn, thì mình sẽ phải đẩy vào sổ của năm 2021. Thì làm như thế có được không ạ? Chỉ có một khoản khoảng 500 triệu họ chuyển về thôi, còn ngoài ra không phát sinh các hoạt động gì khác đúng không? Không phát sinh khoản tiền, tức là họ chỉ trả nợ cho mình thôi chứ mình không trả nợ gì ạ. Thì mình có thể gộp vào như thế được không ạ? Thì thật ra thì cái vấn đề này thì chắc là cần tra lại một chút, em cũng chưa rõ cho lắm trong cái đoạn này, nhưng mà theo quy định thì khi mình tạm ngừng thì mình sẽ không phải nộp các cái báo cáo. Thế mà mình không phải nộp các cái báo cáo thì theo quan điểm của cá nhân em thì em nghĩ rằng là cái khoản tiền đấy chị có thể hạch toán để cho hạch toán vào cái năm tiếp theo, em nghĩ là được. Góc nhìn của em là được, còn nếu chị có thể cần thì chị cần tham chiếu lại một chút. Nhưng mà quan điểm của em thì cái khoản 500 triệu đấy chị hạch toán, nó có cái phát sinh nghĩa là khi mà tôi tạm ngừng hoạt động, có nghĩa là không có phát sinh doanh thu nữa, nhưng nó vẫn có cái giao dịch kinh tế là người ta trả tiền cho mình, thì doanh nghiệp mình thu được về cái khoản tiền đó. Nhưng mà khi mà doanh nghiệp mình thu về cái khoản tiền đó thì nó sẽ có một cái điểm như thế này này, nó quan trọng ở liên quan đến nghĩa vụ thuế này này, là cái 500 triệu đấy ấy, là đã xuất hóa đơn chưa? Mình xuất hóa đơn rồi, hóa đơn vào năm trước rồi. Hóa đơn mình đã xuất rồi thì có nghĩa mình đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của năm trước rồi. Cho nên là cái việc mà tiền họ chuyển về ở cái giao dịch đấy nó không liên quan đến cái việc phát sinh nghĩa vụ thuế cả về giá trị gia tăng cho lẫn thu nhập doanh nghiệp. Thế cho nên là gì, ở cái giao dịch đó theo góc nhìn của em thì nó không bị trọng yếu. Và nếu chỉ có một cái giao dịch đó thôi thì chúng ta hạch toán vào năm sau để chị lập báo cáo tài chính năm sau là được. Thế còn về vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính thì cái này, cái phần này em chưa xem kỹ thì chị nên tham khảo lại. Thế còn nếu cần thì em sẽ tra lại và sẽ báo lại cho chị nha. Vâng, có gì nhờ anh. Một vấn đề hôm trước thì cái nghị 126 đây thì tôi cũng không xem, nhưng mà có vấn đề tức là bây giờ các doanh nghiệp tức là phải nộp báo cáo, tức là tạm tính thuế thu nhập cá nhân của quý hả? Theo thông tư 126 các bạn cũng hỏi. Nghị định 126 không phải như thế này. Trong cái nghị định 126 thì tinh thần nó như thế này ạ. Ở nghị định 126 thì cơ bản vẫn dựa trên các cái quy định của thuế hiện hành thôi, nhưng nó có một số những cái điểm đổi mới, thay đổi mà nó thay đổi căn bản đến như thế này, là nó xác định đúng và sát hơn về cái việc mà chúng ta nộp thuế đúng. Lấy ví dụ như là xưa kia ấy, là có quy định là chúng ta không làm cái tạm tính thuế thu nhập cá nhân, mặc dù rằng có thể có phát sinh số thuế. Đấy. Sau đó chúng ta quyết toán vào thời điểm cuối của năm, sau đó chúng ta đang đi nộp. Thì theo cái quy định mới này, họ sẽ yêu cầu chúng ta sẽ phải nộp cái tờ tạm tính. Có nghĩa là trên bảng lương của chúng ta, nếu xác định có số thuế thu nhập cá nhân của cái kỳ đấy là chúng ta cần phải nộp ngay. Đấy, thế và cái tờ khai tạm tính nộp thuế thu nhập cá nhân nó sẽ được nộp theo cái tờ khai của thuế giá trị gia tăng. Nếu như giá trị gia tăng mình đang nộp theo quý thì mình cũng nộp tạm tính thuế thu nhập cá nhân theo quý. Còn nếu mà mình đang tính theo tháng thì nộp theo tháng. Thì để làm gì? Để mà bản chất, ấy, mục đích ấy, là có cái điểm đó là gì? Chúng ta xác định đúng cái thời điểm để chúng ta nộp thuế. Thế còn nếu như mà chúng ta không làm cái điều đó mà chúng ta để đến cuối năm chúng ta thực hiện ấy, mà chúng ta không nộp cái tờ khai tạm tính ấy, thì nó sẽ có hai cái vấn đề ở trong doanh nghiệp. Cái vấn đề thứ nhất đó là gì? Theo quy định mới thì chúng ta cần phải nộp cái tờ khai, mà chúng ta không nộp tờ khai thì chúng ta sẽ bị phạt hành chính. Cái điểm thứ hai đó là gì? Theo quy định mới, vì chúng ta cần phải xác định ra là gì, nếu như doanh nghiệp có phát sinh số thuế phải nộp thì chúng ta nộp tờ khai và chúng ta phải nộp kỳ tạm nộp thuế. Bởi vì em lấy ví dụ là có những cái doanh nghiệp phải một hàng năm họ nộp thậm chí đến vài tỷ tiền thuế thu nhập cá nhân. Nếu họ không tạm tính dần dần từng tháng từng quý thì chuyển hết, thì vô hình chung là doanh nghiệp bản chất là cái số thuế đấy là nộp chậm. Mà nộp chậm thì sẽ cần phải xác định là gì? Nộp chậm nộp, không phải 0,3%. Đấy, thì đấy là cái việc mà có quy định mới là như vậy. Thế còn cái điểm nữa ở trong cái nghị định mới này, nó sẽ áp dụng vào cái vấn đề liên quan đến tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì xưa kia là gì? Yêu cầu là gì? Khi kết thúc quý 4 thì chúng ta tạm nộp, là chúng ta nộp bằng tương đương với khoảng 80% số thuế của chúng ta, khi hình như là kết thúc vào kỳ của tháng 1 gì đấy. Thì bây giờ nó lại quy định là kết thúc của tháng 3, à quý 3, thì doanh nghiệp sẽ cần phải xác định tương ứng với khoảng 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp của năm để chúng ta nộp. Còn nếu như chúng ta không tính vào thời điểm đó mà khi chúng ta quyết toán thì cái phần số thuế thu nhập doanh nghiệp chúng ta sẽ phải tính tiền chậm nộp. Đấy, thế thì cái vấn đề này ấy, thì cũng có rất là nhiều những cái nội dung tranh cãi ngay cả trên truyền hình. Người thì nói là kêu phải tận thu này nọ, nhưng mà theo quan điểm của góc nhìn cá nhân em thì nó cũng là nó xác định đúng về cái kỳ, cái thời điểm mà ghi nhận doanh thu để tính thuế. Đấy, để chúng ta xác định được đúng thời điểm để chúng ta ghi nhận doanh thu tính thuế. Ví dụ như để đến năm sau mới thu thuế thu nhập doanh nghiệp của năm trước thì nó chậm đi cái nguồn thu của ngân sách cho vấn đề liên quan đến chi trả của năm đấy. Thì nó xác định được lại là gì? Nó sát và nó đúng hơn cái thời điểm liên quan đến nộp thuế. Dạ vâng. Thế như thế là nếu như mà đơn vị mình không phát sinh cái khoản là cái thuế thu nhập cá nhân phải nộp thì mình vẫn nộp, không phải nộp tờ khai trắng, nộp tờ khai trắng. Và nộp tờ khai trắng. Thôi cứ nộp để cho an toàn. Vâng. Các bạn cứ hỏi và cũng không rõ lắm. Hỏi em. Okay, chị. Dạ, cảm ơn chị. Vâng, cảm ơn anh ạ. Vâng, anh. Câu hỏi tiếp theo của bạn Hà Nguyễn hỏi: công ty em làm về dịch vụ bảo vệ, trong hợp đồng có quy định về số người làm nhưng có khách hàng tính theo ca và quy định thành người nên lẻ là 12,5 người. Vậy khi xuất hóa đơn em không ghi rõ số người vào hóa đơn, số người đơn giá có được không? Em chỉ ghi tổng số tiền dịch vụ. Thật ra thì em ghi tổng số tiền cũng được. Cái đơn vị tính là do bạn quy định thôi. Đấy, ví dụ như là bạn nói là bạn là hợp đồng dịch vụ vệ sĩ cho nên là người ta tính theo ca, mà tính theo ca thì nó sẽ quy định về cái tính là gì, số ngày công, số để thực hiện, mà bạn chấm hoàn thành một cái bảng nghiệm thu đấy. Thế thì cái việc mà khi mà không những ở trong ngành dịch vụ về vệ sinh và ngành khác cũng vậy. Đấy, các cái vấn đề liên quan đến các cái công ty làm về dịch vụ, làm về xây dựng cũng đều như vậy. Nhưng khi chúng ta ký một cái hợp đồng là nó nói về cả một cái chiều dài rất là nhiều những cái nội dung các công việc. Nhưng đến một cái kỳ để chúng ta tính thuế, có nghĩa là chúng ta xác định giá trị để chúng ta xuất hóa đơn. Thì khi mà chúng ta xác định giá trị để chúng ta xuất hóa đơn thì bạn sẽ kiểu gì bạn sẽ phải có một cái biên bản để ghi nhận lại các vấn đề đó. Mà khi có cái biên bản để ghi nhận cái vấn đề đó thì căn cứ vào biên bản để xác định khối lượng giá trị và tính ở trên đó thì bạn xuất hóa đơn. Và xuất hóa đơn thì bạn có thể ghi nội dung trên đấy, đúng không? Đấy, và bạn ghi tổng cái số tiền, nó tính đủ thuế là được. Đấy, thì xin trả lời bạn là Hà Nguyễn là như vậy. Bạn Hương ở Thái Nguyên thì có hỏi: vâng, thuế cho em hỏi, em bị mất hóa đơn liên 2 xuất ra vào tháng 11 năm 2019, có hóa đơn hủy do viết sai, nhưng bên mua hàng đã để mất hóa đơn bên em bây giờ em phải xử lý như thế nào. Thì cái việc như thế này bạn nhé, khi mà bạn bán hàng hóa ra thì bạn xuất cái hóa đơn ra mà bị mất cái hóa đơn liên hai thì đúng thủ tục là bên nào mất thì bên đấy cần phải làm cái báo mất hóa đơn. Thế và đồng thời muốn xác nhận để giải trình kê khai thuế thì là một cái công văn xin sao y lại cái liên bột và đóng sao y để làm cơ sở giải trình khi kiểm tra vấn đề là kế toán, và doanh nghiệp sẽ thực hiện như thế là đúng nhất. Xác định đến cùng thì cuộc đời có đúng có sai, chúng ta cần xác minh lại cái điều đó là được. Đấy, thì cái hóa đơn mà của cái bên khách hàng kia họ không thể đòi chúng ta xuất lại được thì có ghi nhận doanh thu hai lần à? Và chúng ta chỉ có chụp sao y cho họ đóng dấu và ký vào biên bản. Đấy là cấp lại cho họ cái hóa đơn liên một bằng bản photo để họ làm căn cứ giải trình cho cơ quan thuế là được. Ok ạ, còn anh chị em nào có câu hỏi nữa không? Rồi, câu hỏi tiếp theo là công ty em có ký hợp đồng cung cấp lắp đặt, trong điều khoản thanh toán em tạm ứng 20%, thanh toán đến 80% và quyết toán thanh toán 100%. Khi xuất hóa đơn điện tử họ yêu cầu xuất từng dòng của hợp đồng trong đợt thanh toán đến 80%. Em đã nói bên em xuất theo hợp đồng theo đúng giá trị của từng đợt thanh toán, nhưng bên khách hàng yêu cầu xuất chi tiết, anh tư vấn giúp em. Thật ra cái nội dung mà bạn xuất trên hóa đơn ấy thì cứ trên cái biên bản bạn xác nhận thế nào thì bạn có thể ghi vào đó, không có sao hết. Chỉ có điều ấy, rủi ro ở đây là cái gì? Cái rủi ro ở đây ấy là sợ nhất là chúng ta xuất không đúng thời điểm thôi. Đấy. Ví dụ bạn ứng 20% tiền thì bạn phải tham chiếu xem là cái lĩnh vực ngành nghề của bạn, xuất hóa đơn, thời điểm để ghi nhận doanh thu xuất hóa đơn có ok không? Ở đây nó sẽ xảy ra mấy cái trường hợp như sau. Trường hợp thứ nhất là bạn xuất hóa đơn chậm so với thời điểm phải ghi nhận xuất hóa đơn, thì đây là rủi ro nhất. Khi mà bạn xuất chậm ấy, thì có nghĩa là bạn hoàn thành cái nghĩa vụ thuế nó bị chậm, mà khi bị thanh tra kiểm tra thì dễ bị bóc chỗ này. Cái thứ hai là bạn đã tra cứu văn bản mà bạn xuất đúng thì điều này không có gì phải đáng nói. Và có cái trường hợp nữa là bạn có thể xuất hóa đơn trước cái thời điểm mà theo quy định, thì nó cũng có nhiều cái quan điểm khá là buồn cười ở trong cái thực tế. Đó là gì? Khi mà doanh nghiệp họ chuyển tiền, họ đã xuất hóa đơn rồi, nhưng theo quy định thì chưa đến lúc mà phải xuất hóa đơn, ví dụ trong một số ngành nghề xây dựng, mà vẫn còn có thể bị bất bẻ. Thì góc nhìn của tôi đoạn này nó là không đúng. Chúng tôi hoàn thành tốt hơn nghĩa vụ liên quan đến thuế mà vẫn còn bất bẻ, thì chuyện này nó đang là vô lý. Thế còn cái nội dung là thanh toán đến bằng 90... Suất hơn 400 triệu này cho cái công ty Mạnh Tín này à? Mạnh Tín à anh? Ừ. Em ơi, em tắt mic đi nhá, không có lộ hết bí mật của em bây giờ đấy. Galaxy Z4. Đó, thế thì cái việc mà khi mà xuất hóa đơn ấy thì các bạn lưu ý cho tôi cái điều đó. Thế còn cái nội dung liên quan đến thanh toán thì liên quan đến cái biên bản nghiệm thu và xác định khối lượng hoàn thành, và bạn căn cứ vào cái nội dung đó. Đấy, còn thanh toán đến 80% thì bạn có thể ghi là gì? Thanh toán đợt 2 mà ngoặc tương đương 80% giá trị của hợp đồng cùng biên bản nghiệm thu như thế này. Nếu như họ yêu cầu thì cũng chẳng có làm sao hết. Đấy, thì đấy là mình xin giải thích câu hỏi của bạn. Thế và chúng ta đã hết giờ. Rất là cảm ơn anh chị em đồng hành trong năm 2020. Chúng ta cũng có một quãng thời gian khá dài bắt đầu hình như là từ thời điểm tháng 4 dịch Covid cho tới thời điểm hiện tại. Lần đầu tiên Mr. Sơn cùng anh chị em chia sẻ về các cái vấn đề liên quan đến nghiệp vụ về thuế, về kế toán, về các cái kinh nghiệm chia sẻ, về các cái quy trình để làm nào để chúng ta thực hiện tốt hơn. Thế thì hiểu biết của mỗi chúng ta đều có hạn. Thế thì tôi cũng nỗ lực cố gắng là trong phạm vi của mình, nếu có thể chia sẻ được điều gì thì sẵn sàng đồng hành chia sẻ cùng anh chị em. Thế và cũng sẽ cố gắng xây dựng một cái kế hoạch cho năm 2021. Mục tiêu của 2021 sẽ chia sẻ cho anh chị em toàn bộ hệ thống các cái văn bản pháp luật mà chúng ta đang áp dụng đối với kế toán, đối với thuế, đối với doanh nghiệp, để chúng ta nâng cao các cái quy định của pháp luật hiện hành. Từ đó chúng ta sẽ áp dụng và chúng ta thực hiện tốt hơn trên cái công việc và con đường sự nghiệp của mỗi chúng ta. Đồng thời, thực tế thì khi mà chúng ta làm việc tốt hơn, chúng ta phải được ghi nhận bởi bằng những cái kết quả thực tế của chúng ta tốt hơn. Ví dụ, chúng ta phải có được một cuộc sống tốt hơn, chúng ta cần phải có một cái thu nhập tốt hơn. Đấy, thì tôi cũng xin chúc cho anh chị em và chúng ta sẽ cùng nhau để mà lập lên được những bảng kế hoạch tốt. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại 2021. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe cái sự chia sẻ của tôi trong video này. Rất là mong anh chị em ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký vào kênh, like và share cái video để chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng các cái video tiếp theo phục vụ cho anh chị phát triển về nghề kế toán, về thuế, để chúng ta phát triển cái công việc kế toán của doanh nghiệp của anh chị một cách tốt nhất. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn.